Con xin kính chào cộng đoàn ngày mới an bình trong tay Chúa mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Hôm nay chúng ta cùng với giáo hội kỷ niệm nhớ đến các linh hồn. Chúng ta không quên cầu nguyện cho các linh hồn. Đặc biệt trong tháng này, nhớ đến ông bà cha mẹ những người thân đã ra đi trước chúng ta. Con xin mời cộng đoàn nghe bản tin giáo hội công giáo ngày mùng 2 tháng 11. Bản tin giáo hội công giáo ngày mùng 2 tháng 11 có những tin chính sau đây. Đức Thánh Cha tiếp các thành viên và nhân viên bộ truyền thông. Đức Thánh Cha Phan Chico, các nhà giáo dục hãy nhìn người trẻ bằng cái nhìn và trái tim của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha sẽ mở cửa thánh tại nhà tù Rebibia ở Roma. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ vọng giáng Giêsu sinh và nghi thức mở cửa thánh. Phó Tổng Thư ký Bộ Văn hóa và Giáo dục, thông điệp Delicitnos, nhịp đập thương xót giữa bạo lực và thuật toán tòa thánh không thể chấp nhận các cuộc tấn công nhằm vào dân thường trong chiến tranh. Đức Thánh Cha Francisco ban ơn toàn xá cho dòng phong trào canh tân trong thánh linh. Đức Tổng giám mục Chevchuk lên án việc sử dụng tôn giáo vào cuộc chiến ở Ukraine. Đức Tổng giám mục Tokyo xóa bỏ vũ khí hạt nhân để có hòa bình lâu dài. Đức Hồng Y Dominica Mamberti làm trưởng đẳng phó tế. Bộ Tài chính Bồ Đào Nha miễn thuế cho các cho ban tổ chức đại hội giới trẻ. Trong một ngày, hai thánh đường bị xúc phạm tại Pháp, cha giám đốc tiểu chủng viện ở Nigeria bị bắt cóc, vượt qua ngưỡng cửa hy vọng sau 30 năm, gặp gỡ Luce, linh vật hoạt hình của Vatican cho năm thánh 2025. Sau đây con xin kính mời cộng đoàn lắng nghe bản tin chi tiết. Đức Thánh Cha tiếp các thành viên và nhân viên Bộ Truyền thông sáng thứ năm 31, 10, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các thành viên và nhân viên của Bộ Truyền Thông Nhân Đại hội Toàn thể của Bộ. Ngài mời gọi mọi người giúp Ngài làm cho thế giới biết trái tim Chúa Gieo, và nhắc nhở năm Thánh sắp tới là một cơ hội để làm chứng cho thế giới về đức tin và niềm hy vọng của chúng ta. Trong bài diễn văn trước khoảng 300 người hiện diện tại sảnh Clemente, trước bài đọc thứ nhất của phụng vụ thứ năm tuần 30 thường niên, trong đó Thánh Phaolô khích lệ các tín hữu Epheso, vậy, vậy anh chị em hãy đứng vững, lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi dày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an, F6, 14, 15. Đức Thánh Cha cho rằng đây có thể là hình ảnh của nhà truyền thông tốt. Ngài giải thích, công việc của người làm truyền thông là một ơn gọi và một sứ vụ, là người xây những cây cầu trong lúc những. Người khác xây những bức tường, là người thúc đẩy sự hiệp thông trong lúc nhiều người khác gây chia rẽ, là người tham gia vào những thảm kịch của thời đại trong lúc nhiều người ưa thích sự dững dưng. Đức Thánh Cha nói, chính với tư cách là những nhà truyền thông, anh chị em được mời gọi dệt nên sự hiệp thông giáo hội với chân lý được thắt quanh lưng sự công chính như áo giáp chân mang giày và sẵn sàng loan báo tin mừng bình an tới đây đức thánh cha nói về ước mơ của ngài đối với truyền thông một truyền thông có thể kết nối con người và văn hóa một truyền thông có khả năng kể lại và đánh giá cao những câu chuyện và chứng từ xảy ra ở mọi nơi trên thế giới một truyền thông được thực hiện từ trái tim đến trái tim một truyền thông biết vượt lên trên những khẩu hiệu và hướng sự chú ý đến người nghèo một truyền thông dạy từ bỏ chính mình để nhường chỗ cho người khác một truyền thông đầy say mê ưa thích tìm hiểu có năng lực biết dấn thân vào thực tế để có thể kể lại một truyền thông có thể làm chứng cho vẻ đẹp của những cuộc gặp gỡ với người phụ nữ samari với nicodom với người phụ nữ ngoại tình với anh mù ba tim ngài mời gọi mọi người không ngại tham gia thay đổi học ngôn ngữ mới đi những con đường mới sống trong môi trường kỹ thuật số luôn làm việc nhưng không để mình bị cuốn vào những công cụ mình sử dụng không biến công cụ đó trở thành một thông điệp không tầm thường hóa không thay thế những tương quan chân thực cụ thể giữa con người với con người trong cuộc gặp gỡ trực tuyến tin mừng là câu chuyện của những cuộc gặp gỡ những cử chỉ những cái nhìn những cuộc đối thoại trên đường phố và tại bàn ăn trong bài diễn văn Đức Thánh Cha còn trích một số đoạn của thông điệp Dilexit Notes mới được công bố, và xin mọi người giúp Ngài làm cho thế giới biết trái tim Chúa Gieo, qua lòng trắc ẩn đối với trái đất bị thương tích, và giúp phục hồi điều quan trọng và cần thiết là trái tim. Đức Thánh Cha kết thúc diễn văn bằng việc nhắc đến năm Thánh sắp tới là một cơ hội để làm chứng cho thế giới về đức tin và niềm hy vọng của chúng ta. Ngài cảm ơn trước vì tất cả những gì các nhân viên truyền thông sẽ làm, vì sự dấn thân của bộ truyền thông trong việc giúp đỡ những người hành hương sẽ đến Roma và những người không thể đến, nhưng nhờ các phương tiện truyền thông Vatican sẽ có thể theo dõi các cử hành năm thánh trong tinh thần hiệp nhất. Đức Thánh Cha Francisco, các nhà giáo dục hãy nhìn người trẻ bằng cái nhìn và trái tim của Chúa Giêsu, gặp gỡ các tham dự viên đại hội toàn quốc của phong trào dân thân giáo dục của Công giáo, tiến hành ý vào sáng ngày 31 tháng 10 năm 2022. Đức Thanh Cha khích lệ họ, hãy đặc biệt chú ý đến trẻ em, thanh thiếu niên, giới trẻ. Chúng ta phải nhìn họ với lòng tin tưởng, với sự đồng cảm. Tôi muốn nói bằng cái nhìn và trái tim của Chúa Giêsu. Đồng hành với họ, hỗ trợ họ, khuyến khích họ và bằng chứng tá chỉ cho họ con đường đúng đắn dẫn đến việc trở thành tất cả anh em. Mở đầu bài diễn văn, Đức Thanh Cha nhắc lại rằng giáo dục trước hết có nghĩa là tái khám phá và đề cao vai trò trung tâm của con người trong bối cảnh các tương quan nơi mà phẩm giá sự sống con người tìm thấy sự viên mãn và có không gian thích hợp để phát triển từ đó ngài đề cao dự án đào tạo của công giáo tiến hành ý khi công hiến hết mình cho nhiệm vụ này với sự sáng tạo chú ý đến các dấu chỉ của thời đại và luôn để mình được tin mừng soi sáng cố gắng bám rễ sâu vào các vùng lãnh thổ với tinh thần cộng tác với các giáo hội địa phương và với các thực tại khác của giáo dân công giáo Mở rộng trái tim Đức Thanh Cha nói tiếp. Trong sự thay đổi của thời đại này, giữa tiến trình tục hóa, hoạt động giáo dục nhận ra mình đang chìm đắm trong một chân trời gần như chưa từng có. Điều cấp bách là, như cách diễn đạt của các bạn, những nhà giáo dục phải có trái tim rộng lượng trong mê cung của sự phức tạp. Vì lợi ích của trẻ em, người trẻ và người lớn sống bên cạnh các bạn, các bạn được mời gọi mở rộng trái tim mình. Đừng ngại đề xuất những lý tưởng cao đẹp, không nản lòng trước những khó khăn. Ngài mời gọi củng cố các mối quan hệ có lợi với các chủ thể khác nhau của quá trình giáo dục, gia đình, giáo viên, nhà hoạt động xã hội, nhà quản lý và huấn luyện viên thể thao, các giáo lý viên, linh mục, tu sĩ nam nữ, không sao nhãng việc cộng tác với các tổ chức công. Luôn giáo dục bằng tình yêu thương. Cuối cùng, Đức Thanh Cha nhắc đến cuốn sách Ai yêu thích giáo dục, được tổ chức công giáo tiến hành quảng bá cách đây vài năm. Ngài nói, đó là một tiêu chí thông minh và đầy hy vọng cần ghi nhớ trong mọi hoạt động của các bạn. Thông qua quá trình giáo dục, chúng ta bày tỏ tình yêu thương đối với người khác, đối với những người gần gũi hoặc được giao phó cho chúng ta. Và đồng thời, điều thiết yếu là giáo dục phải được thiết lập theo phương pháp và mục đích của nó dựa trên tình yêu thương. Luôn giáo dục bằng tình yêu thương. Đức Thánh Cha sẽ mở cửa thánh tại nhà tù Rebibia ở Roma. Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, trưởng phân bộ thứ nhất của Bộ Loan Báo Tin Mừng, phụ trách tổ chức năm thánh cho biết, vào ngày 26 tháng 12 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ mở cửa thánh tại nhà tù Rebibia ở mạn đông Roma. Trong cuộc họp báo về các sự kiện năm thánh sáng thứ hai, ngày 28 tháng 10, Đức Tổng Giám mục Mục nói, như đã viết trong sắc chỉ công bố năm thánh 2025, trước tiên Đức Thánh Cha có ý định trở thành người hành hương hy vọng và bằng cách này vào ngày 26 tháng 12, lễ thánh Stefano, ngài sẽ đến nhà tù ở Roma để cử hành nghi thức mở cửa thánh. Vị phụ trách tổ chức năm thánh giải thích cửa thánh được mở ở nhà tù Rebibbia là biểu tượng của tất cả các nhà tù trên khắp thế giới. Cửa thánh là một dấu hiệu hữu hình của việc loan báo niềm hy vọng. Đức Thánh Cha muốn chính Ngài mở cửa thánh tại một nhà tù để trao cho các tù nhân một dấu hiệu gần gũi cụ thể số 10. Trong năm thánh, các các các, tín hữu được mời gọi trở thành dấu chỉ cụ thể của hy vọng cho rất nhiều anh chị em đang sống trong điều kiện khó khăn. Trong buổi họp báo, Đức Tổng Giám Mục còn nhắc lại đề xuất của Đức Thánh Cha Francisco trong sắc chỉ Spes non confundit, niềm hy vọng không làm thất vọng với các chính phủ trong năm thánh các sáng kiến khôi phục niềm hy vọng được thực hiện. Các hình thức ân xá, giảm án tù nhằm giúp các tù nhân lấy lại niềm hy vọng vào chính mình và xã hội. Những con đường tái hòa nhập trong cộng đồng với cam kết cụ thể trong việc tuân thủ pháp luật. Trong ý hướng này, Đức Tổng giám mục cho biết vào ngày 11 tháng 9 vừa qua, Vatican đã ký thỏa thuận với Bộ trưởng Tư pháp Cộng hòa Ý, Carlo Nordio và Ủy viên Chính phủ Roberto Gualtieri để trong năm thánh thực hiện các hình thức tái hòa nhập cho các tù nhân qua việc họ tham gia các hoạt động dấn thân xã hội. Như thế, Ý là quốc gia đầu tiên ký thỏa thuận ân xá với Vatican và có hiệu lực trong năm thánh. Đức Thanh Cha đã tới thăm và cử hành thánh lễ tiệc ly tại nhà tù Rebibia hai lần, năm 2015 và năm nay, 2024. Như vậy, với nghi thức mở cửa thánh vào lễ thánh Stefano tới đây, Đức Thánh cha Francisco sẽ là giáo hoàng đầu tiên mở cửa thánh tại một nhà tù trong lịch sử năm thánh của Giáo hội Công giáo. Nhưng thực ra, vào năm thánh lòng thương xót năm 2015, Ngài đã chủ sự nghi thức mở cửa thánh tại một nhà tù ở Roma như một dấu chỉ hữu hình về sự tha thứ của Chúa. Đức Thánh cha sẽ chủ sự lễ vọng giáng sinh và nghi thức mở cửa thánh. Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự lễ vọng Giáng sinh tại quảng trường Thánh Phaero và nghi thức mở cửa Thánh tại đền thờ Thánh Phaero tối ngày 24 tháng 12. Trong cuộc họp báo về các sự kiện tiền năm Thánh, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, trưởng phân bộ thứ nhất của Bộ Loan Báo Tin Mừng, phụ trách tổ chức năm Thánh đã cho biết vào lúc 7 giờ tối ngày 24 tháng 12, 2024, tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự lễ vọng Giáng sinh và nghi thức mở cửa thánh tại đền thờ Thánh Phaero, đồng thời nói thêm, Đức Thánh Cha sẽ là người đầu tiên bước qua cửa thánh và mời gọi mọi người noi gương ngài làm như vậy để bày tỏ niềm vui của cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, niềm hy vọng của chúng ta. Lon tin vui cửa thánh được mở sẽ được thực hiện bởi một dàn hợp xướng các quả chuông của cơ sở đúc chuông Marinelli của tòa thánh thực hiện. Đức Tổng Giám mục giải thích, những quả chuông mang lại âm thanh thân thương với dân chúng. Và trong trường hợp này, chuông trở thành biểu hiện của sự vui mừng, loan báo về một sự kiện đã được chờ đợi từ lâu và giờ đây đã đến. Lịch Năm Thánh đã có trực tuyến Về Lịch Năm Thánh, Đức Tổng Giám Mục nói Lịch Năm Thánh đã có sẵn trực tuyến và được cập nhật thường xuyên với việc tiếp thu các sáng kiến do các thực thể khác nhau trên khắp thế giới đề xuất. Lịch Năm Thánh trực tuyến được chia thành ba phần. Thứ nhất, về hành hương, để chỉ các giáo phận và các thực thể đã đăng ký. Thứ hai, về sự kiện văn hóa. Và cuối cùng là sự kiện lớn. Phó Tổng Thư ký Bộ Văn hóa và Giáo dục, thông điệp đi Lexignos, nhịp đập thương xót giữa bạo lực và thuật toán trong cuộc phỏng vấn của Vatican News, cha Antonio Spadaro, Phó Tổng Thư ký Bộ Văn hóa và Giáo dục, nhấn mạnh rằng với thông điệp đi Lexignos, Đức Thánh Cha Francisco chỉ ra các giá trị cơ bản đối với thế giới được đánh dấu bằng những xung đột và vô cảm, ngày nay thước đo sự tồn tại, thông minh, đang chiếm ưu thế. Đức Thánh Cha mời gọi tái khám phá, các trung tâm hợp nhất mang lại ý. Nghĩ cho những gì chúng ta trải nghiệm, trái tim và cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương. Ngày 24 tháng 10 năm 2024, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành thông điệp Đi Dilexit Nox, Chúa đã yêu thương chúng ta, về lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu nhân dịp kỷ niệm 350 năm Chúa Giêsu bắt đầu mạc khải cho Thánh Nữ Margarita Alacao năm 1673, nhân dịp này Vatican News đã có cuộc phỏng vấn với Cha Antonio Spadaro, giám đốc tạp chí Civic Cattolica, Văn Minh Công giáo, phó tổng thư ký Bộ Văn Hóa và Giáo Dục về thông điệp thứ tư này của Đức Thánh Cha. Trong cuộc trò chuyện, Cha Spadaro nhấn mạnh để Đức Thánh Cha Francisco luôn cảm thấy mình như một tội nhân được cứu bởi tình yêu của Chúa, và trong thông điệp Dilexic Đi Notes, Ngài mời gọi chúng ta tái khám phá lòng thương xót, và hiểu cách Chúa nói với chúng ta qua cảm xúc nội tâm. Theo Phó Tổng Thư ký Bộ Văn hóa và Giáo dục, Dilexic Notes là một văn kiện vì thể hiện linh đạo của Đức Thánh Cha Eva và là chìa khóa để đọc toàn bộ triều giáo hoàng của Ngài. Cha Spadaro cũng nhắc lại việc đã y chuyển vì cho Đức Thánh Cha những bản văn về thánh tâm mà người bạn của Ngài là cha Diego Faye, Lời người con tinh thần gì của Đức Thánh Cha, đã viết trước khi qua đời, và điều này đã truyền cảm hứng cho chương đầu tiên. Và với thông điệp này, Đức Thánh Cha mời gọi thế giới, vốn đang nghi mất đi trái tim ưi và sự nhạy cảm của con người, phục hồi các giá trị cơ bản. Dưới đây là cuộc trò. Chuyện chi tiết, thưa cha Spadaro, cha có nghĩ thông điệp Dilexit Notes là văn kiện quan trọng của triều giáo hoàng và là chìa khóa để đọc toàn bộ giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco không? thông điệp này tập trung vào linh đạo của Đức Thánh Cha Francisco. Vì vậy, theo một cách nào đó, chắc chắn chúng ta có thể nói đó là chìa khóa để hiểu toàn bộ triều giáo hoàng, chìa khóa để hiểu được nhân cách linh đạo của Đức Thánh Cha. Nhưng chúng ta đừng quên rằng một giai đoạn rất quan trọng trong triều giáo hoàng của Ngài là năm thánh lòng thương xót. Vì vậy, chủ đề lòng thương xót, về trái tim trở nên gần gũi, thân cận, yêu thương sâu sắc, những tình cảm, xúc cảm nội tâm, như Thánh Y Nhã đã nói cũng là trọng tâm việc cai quản của Đức Thánh Cha, hoạt động bằng sự phân định. Phân định là cố gắng hiểu cách Chúa nói qua những cảm xúc nội tâm được hướng thẳng vào trái tim. Tôi có thể nói rằng chắc chắn thông điệp này, cũng như tông huấn Gaudet et Esula, là sự diễn tả linh đạo của Đức Thánh Cha và soi sáng toàn bộ triều giáo hoàng. Kinh nghiệm thiên liêng của Đức Thánh Cha và cuộc gặp gỡ cá nhân của Ngài với Chúa Kitô cũng như tình yêu của Ngài dành cho tất cả mọi người được tìm thấy ở đâu trong văn kiện này. Đức thánh cha Francisco luôn cảm thấy mình là một tội nhân được cứu độ bởi tình yêu Chúa. Tôi nhớ, kể từ cuộc phỏng vấn đầu tiên với ngài vào năm 2013, không lâu sau khi ngài được bầu làm giáo hoàng, ngài đã xác định bản thân theo cách này. Vì vậy, ưu tiên cho tình yêu Chúa. Sự hoán cải là hoa trái của tình yêu này. Nếu không có sự tiếp xúc trực tiếp, nhận thức về tình yêu, sự hiểu biết nội tâm về Chúa để yêu mến và bước theo Người tốt hơn, như Thánh Y Nhã nói, thì thậm chí không thể có sự hoán cải thực sự. Viết thông điệp về trái tim có nghĩa là đi vào trái tim Chúa Kitô, cho phép chúng ta cảm nhận được sự yêu thương bởi một trái. Tim con người đầy tình cảm, cảm xúc như chúng ta. Theo nghĩa này, linh đạo của Đức Thánh Cha khác xa với những hình thức tách rời và cứng nhắc. Ngài cho rằng linh đạo liên quan sâu sắc đến tâm hồn, cảm xúc và chiều kích thể lý của con người. Vì vậy, Thông điệp đi Lessit Notes là minh chứng cho thấy huấn quyền của Đức Thánh cha Francisco không chỉ tập trung vào xã hội như một số người đã hiểu. Nói chung huấn quyền của Đức Thánh cha không tập trung vào bất cứ điều gì. Chắc chắn một đức tin không thể hiện qua việc làm là đức tin chết, chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy, rõ ràng chiêu kích xã hội, giáo huấn xã hội của Đức Thánh cha là hoa trái trực tiếp của linh đạo của ngài cũng như linh đạo trái tim Chúa Kitô. Suy cho cùng, Đức Thánh Cha đã nói rõ điều đó trong thông điệp này, cần phải có lòng thương xót đối với thế giới bị tổn thương. Trong thông điệp này, Ngài cho thấy Chúa Gieo đưa tay ra và chữa lành. Và theo một, cách nào đó, Ngài liên kết huấn quyền trước đây với hình ảnh này, bởi vì Fratel Tuti, các mối dây huynh đệ đều có thể có được, bởi vì như Đức Thánh Cha nói chúng ta uống từ tình yêu Chúa. Chính nhờ tình yêu này mà chúng ta có thể thiết lập tình huynh đệ nhưng cũng có thể cùng nhau chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Vì vậy, tôi sẽ không phân biệt giữa huấn quyền xã hội và huấn quyền thiên liêng. Chắc chắn trái tim là trung tâm của cả đời sống tâm linh và xã hội. Điều quan trọng là, trong chương đầu tiên, Đức Thánh Cha viết rằng Ngài được truyền cảm hứng từ những bài viết chưa được xuất bản của Ê, người con tinh thần gì của Ngài, cha Diego Fay, đã qua đời năm 2022, là người viết cho báo Civic Catholica, văn minh công giáo dưới sự hướng dẫn của cha. Cha có kỷ niệm nào về lòng sùng kính thánh tâm chúa của cha Diego? Cha Diego là một người bạn rất thân, một tác giả lớn của tờ báo văn minh công giáo. Cha đã sẵn. Sàng rời bỏ công việc đang làm để đến Roma ngay sau cuộc bầu chọn của Đức Thánh cha Francisco. Công việc của cha ở Argentina gồm có hai phần, dạy triết học ở đại học và chăm sóc một số nơi tạm trú cho những bệnh nhân mắc bệnh nan y và những người vô gia cư. Vì thế cuộc sống của Ngài xoay quanh hai hoạt động này và đời sống thiên liêng của Ngài được đánh dấu sâu sắc bởi sự phân định các cảm xúc nội tâm, do đó bén rễ sâu trong trái tim Chúa Kitô. Trong những tháng cuối đời, cha đã viết một bài về trái tim của Chúa Kitô. Một văn bản rất hay sau đó tôi đã chuyển cho Đức Thánh Cha. Chính Đức Thánh Cha cũng biết cha Diego viết nội dung này vào cuối đời. Ngài muốn làm nổi bật bài viết này bởi vì Ngài cũng cảm nhận được điều mà chính cha Diego đã cảm nhận. Theo cha, tại sao Đức Thánh Cha lại chọn đúng thời điểm này để công bố một thông điệp về Thánh Tâm Chúa Giao? Có lẽ bởi vì Ngài lo ngại. Như đã viết, một tôn giáo không liên quan đến mối quan hệ cá nhân với Thiên Chúa tình yêu, đang lan rộng và Kitô tô giáo đang quên sự dịu dàng của đức tin, niềm vui của sự cống hiến phục vụ, lòng nhiệt thành của sứ vụ truyền giáo từ người này sang người khác. Một mặt, tôi tin một lý do quan trọng là nhận thức về một xã hội đang mất đi trái tim. Trong thông điệp, Đức Thánh Cha đề cập đến chiến tranh, những người lính thiệt mạng, thực tế là thế giới hiện nay đang bị chia cắt và có một vết thương hở lớn và điều này là do sự vô cảm thiếu ý muốn tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề nảy sinh vì vậy một xã hội đang mất đi trái tim cần được nhắc nhở về những giá trị cơ bản của mình lý do thứ hai đúng vậy tôi nghĩ đó chính là điều bạn đang nói nghĩa là chúng ta đang trở thành nô lệ cho các cỗ máy của thị trường các thuật toán chiều kích hiện hữu thông minh do đó chú trọng đến hiệu quả từ cả hai phía thay vì quan tâm đến bản tính con người hơn tự do hơn chúng ta đã đánh mất trung tâm thống nhất vốn mang lại ý nghĩa cho những gì chúng ta trải nghiệm, đó là trái tim. Vì vậy, lời kêu gọi này rất sâu sắc và đáp ứng nhu cầu của thời đại chúng ta. Cuối cùng, trong văn kiện có yêu cầu không chế nhạo những biểu hiện sốt sắng của dân chúa, những người với lòng đạo đức bình dân tìm cách an ủi chúa Kitô. Lòng đạo đức bình dân có vị trí nào trong huấn quyền của Đức Thánh Cha? Điều này rất quan trọng, vì đức tin của những người giảng dị, Bình dân được thể hiện qua lòng sùng kính và hình ảnh. Đó là một trong những lý do khiến Kitô giáo có thể gặp khủng hoảng và lý do tại sao không còn tìm được từ ngữ và hình ảnh để nói về chính mình, để diễn tả chính mình nữa. Vì vậy, chúng ta có thể nói lòng đạo đức bình dân là nguồn quý giá của hình ảnh, ngôn từ để diễn đạt. Và cuối cùng lòng đạo đức này gắn liền sâu sắc với những tình cảm nhân văn nhất. Vì vậy, đó là một nền linh đạo, một nền linh đạo của con người gắn liền sâu sắc với lịch sử, với cảm xúc của con người. Những cảm xúc quá trí tuệ và lý trí có nguy cơ tách con người ra khỏi thực tại của chính mình. Đức tin có nguy cơ trở thành sự ngộ đạo trong số những thứ khác, đối với một số ít người thành thạo, đối với thành phần ưu tú. Trái lại, nơi con người sẽ tìm thấy trái tim ấm áp của đức tin. Tòa thánh không thể chấp nhận các cuộc tấn công nhằm vào dân thường trong chiến tranh. Phát biểu tại hội nghị quốc tế lần thứ 34 của Hội chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ, Đức tổng giám mục Ettore Balestrero, quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên hiệp quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, nhấn mạnh rằng nghĩa vụ đạo đức của tất cả các bên trong xung đột vũ trang là tôn trọng luật nhân đạo quốc tế trong việc bảo vệ dân thường. Những thường dân bị thảm sát không bao giờ có thể được coi là thiệt hại ngoài ý muốn. Đức tổng giám mục Balestrero đã lên án rằng dân thường vẫn tiếp tục là nạn nhân trong các cuộc xung đột vũ trang do các cuộc tấn công bừa bãi vi phạm luật pháp quốc tế. Ngài nói, những thường dân bị thảm sát không bao giờ có thể được coi là thiệt hại ngoài ý muốn. Lo ngại việc sử dụng vũ khí nổ ở những khu vực đông dân cư. Đại diện Tòa Thánh cũng nhắc lại mối quan ngại sâu sắc của Tòa Thánh về việc sử dụng vũ khí nổ ở những khu vực đông dân cư gây ra tình trạng di rời và tàn phá rộng rãi cho các thị trấn, trường học, bệnh viện, nơi thờ phượng và cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với dân thường. Ngài nhắc lại rằng, việc tuân thủ luật nhân đạo quốc tế không chỉ khả thi mà còn bắt buộc nhắc lại lời của Đức Thánh Cha rằng, ngay cả trong bối cảnh chiến tranh tàn phá, mỗi con người đều thanh thiêng. Phổ biến luật nhân đạo quốc tế Trước bối cảnh thế giới đầy rắc rối hiện nay, đức tổng giám mục balestrero đã nhấn mạnh đến nhu cầu cấp thiết về một quá trình giáo dục nhằm phổ biến luật nhân đạo quốc tế và nền tảng đạo đức của luật này đồng thời cam kết sự hỗ trợ của giáo hội công giáo trong việc đánh thức lại lương tâm công chúng về những vấn đề này cần ngăn chặn việc sử dụng trí tuệ nhân tạo làm vũ khí trong xung đột ngài nhận xét rằng điều này càng trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh công nghệ phát triển và trí tuệ nhân tạo trở thành vũ khí, vốn đang nhanh chóng trở thành yếu tố trung tâm trong việc tiến hành các cuộc chiến tranh. Ngài nói rằng, tòa thánh ủng hộ việc sử dụng có trách nhiệm các công nghệ kỹ thuật số và mạng, kêu gọi rằng chúng phải được dành riêng cho các mục đích hòa bình, hợp tác và làm phong phú cho nhau. Sự dẫn thân của tòa thánh đại diện tòa thánh cho biết, tòa thánh đã dẫn thân thực hiện 3 cam kết trong 4 năm tới đào tạo các tuyên úy quân đội công giáo về luật nhân đạo quốc tế, thúc đẩy nền tảng đạo đức của luật này, đặc biệt là để bảo vệ dân thường và các địa điểm tôn giáo và vun đắp đối thoại liên tôn nhằm thúc đẩy sự tôn trọng lẫn nhau, góp phần bảo vệ phẩm giá con người và thúc đẩy các giá trị hình thành nên luật nhân đạo quốc tế. Đức Thánh Cha Francisco ban ơn toàn xá cho phong trào canh tân trong Thánh Linh. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập phong trào canh tân trong Thánh Linh, Đức Thanh Cha sẽ ban ơn toàn xá cho các thành viên của cuộc phong trào trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 11, 2024 đến ngày 6 tháng 1, 2026. Sắc lệnh được ký bởi Tránh Tòa Ân Giải Tối Cao, Đức Hồng Y. Angelo de Donatis, viết rằng để gia tăng đức tin của các tín hữu và phần rỗi các linh hồn, nhờ vào năng quyền được Đức Thanh Cha Francisco ban một cách rất đặc biệt. Tòa ân giải tối cao chấp nhận yêu cầu mới đây của ông Giuseppe Contado, Chủ tịch Quốc gia của phong trào canh tân trong Chúa Thánh Thần, nhân dịp kỷ niệm 50 năm hiệp hội lan rộng đến các vùng khác nhau của Ý, vui lòng ban ơn toàn xá từ kho tàng thiên quốc của giáo hội, theo những điều kiện thông thường, xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha. Các thành viên và những tín hữu thực sự sám hối có thể được lãnh ơn toàn xá từ ngày 1 tháng 11, 2024 lễ trọng các thánh. Đến ngày 6 tháng 1, 2026, lễ trọng Chúa Hiển Linh kết thúc năm thánh trọng thể 2025. Sắc lệnh giải thích thêm rằng, ân xá cũng có thể được dành cho các linh hồn trong luyện ngục. Nếu các thành viên của phong trào hành hương bất kỳ địa điểm thánh thiêng nào phù hợp với phong trào và nhiệt thành tham gia cử hành năm thánh, hoặc ít nhất là đọc kinh lạy cha và kinh tin kính, và thêm những lời cầu nguyện sùng kính Đức Trinh Nữ Maria ơn toàn xá cũng được ban cho người già, người bệnh và tất cả những người vì lý do nghiêm trọng không thể rời khỏi nhà. Nếu họ xa tránh mọi tội lỗi và có ý định chu toàn ba điều kiện này càng sớm càng tốt, khi tham gia cách thiêng liêng vào các cử hành năm thánh và dâng lời cầu nguyện, những đau khổ và khó khăn trong cuộc sống của họ lên Thiên Chúa nhân lành. Đối với Chủ tịch Giuseppe Contaldo, các ơn toàn xá là một công cụ quý giá giúp chúng ta tái khám phá lòng thương xót vô hạn của thiên chúa kết hợp các chiều kích của con người trong một tổng hợp tuyệt vời tinh thần và thể xác khi đó chúng ta có thể định nghĩa ơn toàn xá là ơn toàn diện và trọn vẹn của lòng thương xót chúa bổ sung theo một nghĩa nào đó sự tha tội mà chúng ta nhận được khi linh mục xá tội cho chúng ta ơn toàn xá là dấu hiệu cho thấy tình yêu của thiên chúa chiến thắng trong mọi trường hợp của tất cả những sự ác do con người thực hiện. Đức Tổng giám mục Shevchuk lên án việc sử dụng tôn giáo vào cuộc chiến ở Ukraine. Ngày 29 tháng 10, 2020, tham gia cuộc họp báo ở Paris do Hội đồng Giám mục Pháp và Over the Orient đồng tổ chức, Đức Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk lên án việc sử dụng tôn giáo cho các mục đích chính trị trong cuộc xung đột ở Ukraine và nhấn mạnh sự hỗ trợ của Đức Thánh Cha Francisco dành cho người dân Ukraine, chia sẻ về tình hình ở Ukraine và vai trò của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine trong bối cảnh chiến tranh. Đức Tổng giám mục Shevchuk nói, Ukraine mệt mỏi nhưng không bị đánh bại, Ukraine bị thương nhưng kiên cường. Ngài nhấn mạnh, khả năng cứu mạng sống của chúng tôi là một ví dụ về chủ nghĩa đại kết đang diễn ra. Tập trung vào số phận của những người công giáo đông phương sống trong các vùng lãnh thổ bị quân đội Nga chiếm đóng mà theo lời của Ngài là bị cấm và đang trong quá trình hủy diệt. Lãnh đạo giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine than thở. Ngày nay, tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, không còn một người Công giáo Đông phương nào còn sót lại. Ngài nói thêm, từ đó bạn hiểu tại sao, đối với hầu hết các tín hữu ở Ukraine, khái niệm độc lập của Ukraine tương đương với tự do tôn giáo. 630 cơ sở tôn giáo bị phá hủy. Tổ chức Vì Tự Do Tôn Giáo, một tổ chức nhân quyền phi chính phủ được thành lập năm 2001 tại Kiev, đã công bố một báo cáo vào tháng 3 vừa qua ghi nhận việc phá hủy 630 tòa nhà tôn giáo kể từ khi bắt đầu chiến tranh vào tháng 2 năm 2022. Báo cáo cho biết, một số nơi thờ phượng đã bị quân đội Nga cố tình cướp phá, bị chính quyền chiếm đóng, đóng cửa hoặc biến thành tòa nhà hành chính. Lệnh cấm của Quốc hội Ukraine đối với giáo hội có liên quan đến Tòa Thượng phụ Moscow. Vào ngày 20 tháng 8, 2020, quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật cấm giáo hội chính thống có liên hệ với Tòa Thượng phụ Moscow. Nhắc lại sự ủng hộ của giáo hội chính thống Nga đối với cuộc xâm lược Ukraine, Đức Giám mục Shevchuk lấy làm tiếc về việc công cụ hóa tôn giáo, biến tôn giáo thành một vũ khí. Điều này đẩy những người Ukraine gắn bó với Tòa Thượng phụ Moscow vào một cuộc khủng hoảng căn tính trầm trọng. Vai trò trung gian của tòa thánh trả lời câu hỏi của một nhà báo liên quan đến chính sách ngoại giao của Vatican trong cuộc xung đột này. Vị lãnh đạo giáo hội công giáo đông phương Ukraine bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha và tòa thánh về công tác hòa giải đã được thực hiện trong hơn hai năm. Hy vọng cho tương lai Đức Tổng giám mục Shevchuk kết thúc bằng thông điệp hy vọng cho tương lai của Ukraine và Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine. Chúng tôi tin tưởng rằng khả năng yêu quê hương có thể mạnh hơn hận thù. Tôi không thể cấm người dân của tôi cảm thấy căm thù khi họ chứng kiến những vụ giết người. Nhưng nhờ những đức tính về tinh thần và ý chí của chúng tôi, chúng tôi phải biến cảm giác căm thù này thành lòng dũng cảm. Tác động của Chúa Thánh Thần biến lòng can đảm của con người thành niềm hy vọng. Đây là lý do tại sao hy vọng tồn tại ở Ukraine. Tổng giám mục Tokyo xóa bỏ vũ khí hạt nhân để có hòa bình lâu dài. Đức Tân Hồng Y Tarsisius Izao Kikuchi, Tổng giám mục của Tokyo, Nhật Bản, kêu gọi chính phủ đi đầu trong trong việc phê chuẩn hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân. Nhật Bản đang trải qua giai đoạn bất ổn chính trị. Trong cuộc bầu cử vào Chủ nhật ngày 27 tháng 10, Liên minh cầm quyền gồm Đảng Dân Chủ Tự Do và Đảng Công Minh đã mất ghế đa số trong Quốc hội, điều chưa xảy ra, từ 16 năm qua. Theo các nhà phân tích, nền kinh tế Nhật Bản vốn thường ổn định mạnh mẽ hiện đang bước vào thời kỳ bất ổn. Trước sự thay đổi này, trong một tuyên bố, Đức Tân Hồng Y Kikuchi chỉ ra một số điểm cố định mà theo ngài phải hướng dẫn chính sách của cơ quan hành pháp Nhật Bản, bất kể đảng nắm quyền hay nhà lãnh đạo nào. Ngài nói, dù thế nào đi nữa, chính phủ Nhật Bản phải là chính phủ đầu tiên phê chuẩn hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân tổng giám mục Tokyo hy vọng chính phủ nhật bản có thể hướng dẫn cuộc thảo luận về cách tạo niềm tin giữa các quốc gia để bãi bỏ vũ khí nguyên tử lấy cảm hứng từ việc trao giải thưởng hòa bình gần đây cho tổ chức Nihon Hidankyo tổ chức tập hợp những người sống sót ở Hiroshima và Nagasaki đang đấu tranh để tạo ra một thế giới không có vũ khí hạt nhân về phần giáo hội đức hồng y cho biết giáo hội tích cực yêu cầu bãi bỏ vũ khí hạt nhân và cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình Hàng năm vào tháng 8, các tín hữu được mời gọi cầu nguyện cho hòa bình trong 10 ngày. Ngài cho biết, khi Đức Giáo Hoàng Juan Paulo Kai thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử tới Hiroshima vào năm 1981, Ngài đã đưa ra một thông điệp mạnh mẽ về hòa bình. Các giám mục Nhật Bản đã được khích lệ bởi thông điệp này của Ngài và do đó đã thiết lập 10 ngày cầu nguyện cho hòa bình. Sau đó, vào năm 2019, cũng trong cuộc viếng thăm, Đức Thanh Cha Francisco đã xác nhận và canh tân cách tiếp cận này. Ngài yêu cầu không bao giờ xảy ra chiến tranh nữa, không bao giờ có tiếng gầm rú của vũ khí, không bao giờ có quá nhiều đau khổ nữa. Và khi đến Hiroshima và Nagasaki, Ngài nhắc lại rằng, việc sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích chiến tranh và thậm chí việc sở hữu nó là vô đạo đức. Đức Hồng Y kết luận, Giáo hội tại Nhật Bản sẽ tiếp tục làm việc cùng với tất cả những người nam nữ thiện trí đang tìm kiếm hòa bình để mời gọi các lãnh đạo thế giới từ bỏ vũ khí hạt nhân và như thế thiết lập nền hòa bình lâu dài. Đức Hồng Y Dominic Mamberti làm trưởng đảng phó tế. Sau khi Đức Hồng Y Renato Martino qua đời, hôm 28 tháng 10 vừa qua, hưởng thọ 91 tuổi, Đức Hồng Y Dominic Mamberti, người Pháp, lên làm Hồng Y trưởng đảng phó tế. Đức Hồng Y Mamberti năm nay 72 tuổi, sinh ngày 07 tháng 3 năm 1952. Tại Maroc, trong một gia đình người Pháp, tốt nghiệp công Pháp và khoa chính trị học, thụ phong Linh Mục năm 1981, gia nhập trường ngoại giao tòa thánh và đậu tiến sĩ giáo luật ở Đại học Giáo Hoàng Gregoriana. Trong tư cách là nhà ngoại giao của tòa thánh, ngài lần lượt phục vụ tại Algeria, Chiol, Liên Hiệp Quốc ở New York, Liban, và từ năm 1999 phục vụ tại Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Năm 2002, Ngài được Đức Giao Hoàng Joan Paulo Kai thăng tổng giám mục và làm sứ thần Tòa Thánh tại Sudan, kiêm khâm sứ Tòa Thánh tại Somalia. Năm 2006, Ngài được Đức Giáo Hoàng Biển Đức Thiesis bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Tòa Thánh. Tám năm sau đó, Đức Hồng Y được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Chủ tịch Tối cao Pháp viện của Tòa Thánh và năm sau đó bổ nhiệm làm Hồng Y. Nay, trong tư cách là Hồng Y trưởng đảng phó tế, Đức Hồng Y Mamberti sẽ xuất hiện cạnh Đức Thánh Cha trong các buổi công bố sứ điệp, trưa ngày lễ Giáng sinh và phục sinh, thông báo ý của Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh cho Roma và toàn thế giới. Ngoài ra, Ngài sẽ thông báo kết quả cuộc bầu cử giáo hoàng mới và sẽ trao dây pallium cho Đức Tân giáo hoàng trong thánh lễ khai mạc sứ vụ Pharaoh. Bộ Tài chính Bồ Đào Nha miễn thuế cho ban tổ chức đại hội. Giới trẻ, Bộ Tài chính của Chính phủ Bồ Đào Nha miễn thuế 6,5 triệu euro cho ban tổ chức. Ngày quốc tế giới trẻ ở Lisboa, thủ đô nước này, từ ngày hôm 1 đến ngày hôm 6, 8 năm ngoái, với sự tham dự của khoảng 1 triệu người. Nhật báo Correio da Manha, truyền đi ngày 29 tháng 10 vừa qua, cho biết việc miễn thuế này dựa trên quy luật được ban hành trước ngày quốc tế giới trẻ miễn thuế lợi tức cho ban tổ chức. Ban tổ chức, Ngày Quốc tế Giới Trẻ là cơ quan được hưởng sự miễn thuế nhiều nhất trong năm ngoái. Ban tổ chức đã quyên góp và thu được 35 triệu euro. Ban này cho biết ngân khoản dư được sau khi trả các chi phí được dùng để cấp học bổng cho những người trẻ có năng khiếu nhất cũng như tổ chức các hình thức trợ giúp khác cho người trẻ. Ít nhất nửa triệu euro sẽ được cấp phát trong năm nay. Theo mục đích vừa nói, Đức cha Alexandre Palma, giám mục phụ tá Lisboa kiêm chủ tịch ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ, nói rằng ban tổ chức cũng sẽ hỗ trợ các sáng kiến nghiên cứu khoa học với sự thẩm định của các chuyên gia các ngành. Trong một ngày, hai thánh đường bị xúc phạm tại Pháp. Trong cùng một ngày, hai thánh đường bị xúc phạm tại Pháp. Chúa Nhật, ngày 27 tháng 10 vừa qua, nhà tạm giữ mình thánh chúa tại nhà thờ Notre Dame à Vire ở miền Normandy, Tây Bắc Pháp, đã bị xúc phạm. Nhiều đồ phụng tử trong đó có các chén thánh và mình thánh chúa đã được thánh hiến bị lấy trộm. Đức cha Jacques Harber, giám mục giáo phận Bayeux và Lisieux, tuyên bố trong một thông cáo rằng bầu không khí xã hội chúng ta hiện đang sống khiến chúng ta chứng kiến sự gia tăng bạo lực chống lại con người và tài sản. Cũng ngày Chúa Nhật, 27 tháng 10 trước đó, khoảng 3 giờ 30 chiều, những người qua đường đã vào nhà thờ Saint-Gilles ở Chamalières-sur-Loire, thuộc địa phận Le Puy-en-Velay đã thấy những khói đen dày đặc. Hơn 10 cuốn sách hát và nến đã bị thiêu hủy một phần. Một hộp đựng diêm đã được tìm thấy gần lửa. Trong vòng 2 tháng tới đây, những máy thu hình video canh chừng sẽ được gắn tại nhà thờ. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra. Tuần báo gia đình Kitô, xuất bản hồi trung tuần tháng 10 này cho biết, ngày càng có các thánh đường công giáo bị đốt và phá hoại. Nguyên trong năm nay, có 14 vụ cố ý đốt phá như vậy, và theo Viện Quan sát Gia sản Tôn giáo tại Pháp, xu hướng ngày liên tục gia tăng. Năm ngoái, tại nước Pháp, trong số 27 vụ hỏa hoạn các nhà thờ công giáo, có 8 vụ do những kẻ gian ác gây ra. Nhưng năm nay, chưa đầy 10 tháng qua, đã có 26 vụ hỏa hoạn nhà thờ, trong đó 14 vụ là do thủ phạm cố tình đốt. Cha giám đốc tiểu chủng viện ở Nigeria bị bắt cóc. Giám đốc tiểu chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm thuộc giáo phận Auchi, bang Edo, Nigeria, Phi Châu, đã bị bắt cóc chiều Chúa Nhật ngày 27 tháng 10 vừa qua trong buổi đọc kinh chiều. Cha Peter Ejielewa, giám đốc truyền thông của giáo phận Auchi, cho biết cha Thomas Oyode bị bắt cóc khoảng 7 giờ tối trong lúc nguyện kinh chiều và trầu thánh thể ở nhà nguyện. Một số người võ trang đã tấn công và bắt cha, rồi dẫn vào rừng, cha phó giám đốc cùng với các chủng sinh và nhân viên tiểu chủng viện Bình An và tạm thời được di chuyển đến nơi an toàn, vì tình hình địa phương vẫn còn bị coi là bất an. Tuy nhiên, cha Ejelewa lấy làm tiếc vì tòa giám mục vẫn chưa nhận được thông tin nào về nơi vị linh mục bị bắt cóc hiện đang ở đâu. Trong khi đó, vụ này đã được trình báo cho nhà chức trách an ninh của Nigeria. Cha nói, chúng tôi chờ đợi sự giúp đỡ của chính quyền để linh mục của chúng tôi được trả tự do. Ngoài ra, tòa giám mục Auchi cũng kêu gọi mọi người thiện trí hiệp với các tín hữu của giáo phận Auchi trong kinh nguyện, để những kẻ bắt cóc cha Oyode trả lại tự do và bình an vô sự cho cha Oyode. Tiểu chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm được Đức Cha Gabriel Giacomo Dunia, giám mục giáo phận Auchi, thành lập năm 2006 và cho đến nay hơn 500 tiểu chủng sinh đã tốt nghiệp. Tiểu chủng viện hiện đang ở tại một trong những vùng ở Nigeria ngày càng chứng kiến những vụ bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng. Vượt qua ngưỡng cửa hy vọng sau 30 năm tiến sĩ George giờ Uygel là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington và là người viết tiểu sử Thánh giáo Hoàng Doan Paulo II. Ông vừa có bài viết nhan đề Crossing the Threshold of Hope After TTI", nghĩa là vượt qua ngưỡng cửa hy vọng sau 30 năm. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt ngữ vào ngày 20 tháng 10 năm 1994, một điều chưa từng có trong lịch sử hiện đại của các vị giáo hoàng đã diễn ra, vị giáo hoàng Đương Kim đã xuất bản một cuốn sách không phải là một hành động huấn quyền của một vị giáo hoàng mà những suy tư cá nhân về đức tin Kitô tô giáo, lời cầu nguyện, thiên tính của Chúa Gieo, vấn đề về sự giữ, ân cứu rỗi và sự sống vĩnh cửu, các tôn giáo trên thế giới, chủ nghĩa đại kết Kitô tô giáo, sự cần thiết của công đồng Vatican II, quyền được sống. Đức Mẹ Maria và các chủ đề. Khác. Cuốn sách có tựa đề là Crossing the Ốc hốc hay vượt qua ngưỡng hy vọng, và trong 4 năm, nó đã bán được hàng triệu bản bằng 40 ngôn ngữ. Với những gì các biên tập viên của tạp chí Tam đã viết về nó, vượt qua ngưỡng hy vọng có thể đã góp phần đưa Đức Doan Phaolô II trở thành nhân vật năm 1994 của tạp chí Tam, trong một năm mà rất nhiều người than thở về sự suy thoái các giá trị đạo đức hoặc đưa ra lời bào chữa cho các hành vi xấu xa, Đức Giáo Hoàng Phao Phaolô II đã mạnh mẽ đưa ra tầm nhìn của mình về cuộc sống tốt đẹp và thúc giục thế giới noi theo. Thật kỳ lạ, hoặc như Đức Doan Phao Phaolô II đã nhấn mạnh, là ơn Chúa quan phòng vượt qua ngưỡng hy vọng được sinh ra từ một điều chưa bao giờ xảy ra. Người ta đã lên kế hoạch cho cuộc phỏng vấn trực tiếp đầu tiên trên truyền hình của Đức Giáo Hoàng trong đó Đức Giáo Hoàng sẽ thảo luận về 15 năm trong triều đại Giáo Hoàng lịch sử của mình với nhà báo Victorio. Messori Nhưng lịch trình không ngừng nghỉ của Đức Giáo Hoàng đã cản trở, cuộc phỏng vấn không thể được quay phim và biên tập kịp cho lễ kỷ niệm 15 năm, và Messori, người đã gửi cho Đức Giáo Hoàng những câu hỏi mà ông sẽ nêu ra, nghĩ rằng đó là kết thúc của vấn đề. Không phải vậy. Vài tháng sau, phát ngôn nhân báo chí của Đức Doan Paulo II, Tiến sĩ Joaquin Navarro Vance đã gọi cho Mesori với thông điệp này từ Đức Giáo hoàng, đáng được trích dẫn đầy đủ vì nó tiết lộ những gì về Đức Karol Wojtyła, sự tôn trọng của ngài đối với quyền tự do của người khác, sự tò mò không ngừng của ngài và niềm đam mê của ngài trong việc giúp thời kỳ hiện đại muộn tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi mà nhiều người đang đặt ra, ngay cả khi không có cách nào để trả lời anh trực tiếp tức là trong cuộc phỏng vấn truyền hình bị hủy. Tôi vẫn giữ các câu hỏi của anh trên bàn làm việc của mình. Chúng khiến tôi quan tâm. Tôi không nghĩ rằng sẽ không ngoan nếu để những câu hỏi ấy bị lãng phí. Vì vậy, tôi đã nghĩ về những câu hỏi này và sau một thời gian, trong những khoảnh khắc ngắn ngủi khi tôi không có các nghĩa vụ phải thực hiện ngay, tôi đã trả lời những câu hỏi ấy bằng văn bản. Anh đã hỏi tôi những câu hỏi, do đó anh có quyền được biết những câu trả lời. Tôi đang đề cập đến những câu hỏi ấy. Tôi sẽ cho anh những câu trả lời. Sau đó, hãy làm những gì anh nghĩ là phù hợp. Vào dịp kỷ niệm 30 năm ra mắt, vượt qua ngưỡng hy vọng vẫn là tác phẩm đáng đọc như một nguồn tư liệu đáng suy ngẫm. Xem xét những tranh cãi và xung đột đương thời, một trong những đoạn văn sâu sắc nhất của tác phẩm này nằm ở phần thảo luận của Đức Giáo hoàng về hồi giáo. Đức Phao Paolo II đã ca ngợi tính đều đặn của lời cầu nguyện của người hồi giáo và thúc giục các Kitô hữu đã xa ngã, những người đã rời bỏ các nhà thờ lớn, tráng lệ của mình, những ai chỉ cầu nguyện một chút hoặc không cầu nguyện gì cả, hãy noi theo tấm gương đạo đức đó. Tuy nhiên, ngài cũng đưa ra một sự phân biệt rõ ràng: trong hồi giáo, mọi sự phong phú về sự tự mặc khải của Chúa tạo nên di sản của Cựu ước và Tân ước chắc chắn đã bị gạt sang một bên một số tên gọi đẹp nhất trong ngôn ngữ loài người được dành cho chúa của kinh cô rang nhưng cuối cùng người là một chúa ở ngoài thế giới một chúa chỉ đơn thuần là đấng tối cao không bao giờ là emmanuel chúa ở cùng chúng ta hồi giáo không phải là tôn giáo cứu chuộc không có chỗ cho thập giá và sự phục sinh chúa gieo được nhắc đến nhưng chỉ như một nhà tiên tri chuẩn bị cho nhà tiên tri cuối cùng là muhammad cũng có đề cập đến đức maria mẹ đồng trinh của người nhưng bi kịch cứu chuộc hoàn toàn không có vì lý do này không chỉ thần học mà cả nhân học của hồi giáo đều rất xa rời Kitô giáo và sau đó có điều này về Kitô giáo và do Thái giáo giao ước mới phục vụ để hoàn thành tất cả những gì bắt nguồn từ ơn gọi của Abraham trong giao ước của Thiên Chúa với Israel tại Sinai và trong toàn bộ di sản phong phú của các tiên tri được linh hứng những người hàng trăm năm trước khi hoàn thành giao ước đó đã chỉ ra trong kinh thánh về đấng mà Thiên Chúa sẽ sai đến vào thời điểm viên mãn. Trong tác phẩm vượt qua ngưỡng hy vọng, Đức Giang Phao Lô II đã nói với thế giới như một người, qua cả cuộc đời suy ngẫm, đã tìm thấy chân lý khiến những chân lý khác trở nên có ý nghĩa trong Chúa Gieo Kitô, đấng là sự hoàn thành việc tự mặc khải của Chúa với thế giới. Ngài không nói như một nhà tiên tri có quan điểm về các vấn đề của thời đại có tầm quan trọng đặc biệt, nhờ vào chức vụ mà Ngài nắm giữ, bởi vì ngài biết rằng việc đóng vai nhà tiên tri sẽ làm giảm giá trị chứng ngôn truyền giáo của ngài và việc trở thành một nhân chứng cho phúc âm mới là chỉ thị chính mà Chúa đã ban cho Phêrô và những người kế nhiệm ngài. Gặp gỡ Lu sơ, linh vật hoạt hình của Vatican cho năm thánh 2025 trước thềm năm thánh 2025, Vatican đã ra mắt một linh vật hoạt hình được công bố vào thứ hai như là khuôn mặt tươi vui của năm thánh sắp tới của giáo hội công giáo. Linh vật có tên là Lucer, có nghĩa là ánh sáng trong tiếng Ý, nhằm thu hút khán giả trẻ tuổi và hướng dẫn du khách trong suốt năm thánh. Tổng giám mục Trino Fisichel, người tổ chức chính của Vatican cho năm thánh, mô tả linh vật này là một phần trong mục tiêu của Vatican nhằm thu hút nền văn hóa đại chúng được những người trẻ tuổi của chúng ta yêu thích. Linh vật sẽ ra mắt vào tuần này tại Luca Comic Game, một hội nghị nổi tiếng của Ý về mọi thứ liên quan đến truyện tranh trò chơi điện tử và truyền giả tưởng nơi bộ truyền giáo của vatican sẽ tổ chức một không gian dành riêng cho lucer và những người bạn đây sẽ là lần đầu tiên một bộ của vatican tham gia vào một hội nghị truyền tranh fitzichel người giữ chức phó giám đốc bộ phận truyền giáo mới của bộ truyền giáo cho biết ngài hy vọng việc tham gia hội nghị sẽ cho phép chúng ta nói với các thế hệ trẻ về chủ đề hy vọng vốn là trọng tâm hơn bao giờ hết trong thông điệp truyền giáo mặc một chiếc áo mưa màu vàng đôi bốt lắm bùng và cây thánh giá của người hành hương, sứ mệnh của Lucer là hướng dẫn những người hành hương trẻ tuổi hướng tới hy vọng và đức tin với chú chó trung thành Santino bên cạnh. Những chiếc vỏ sò lấp lánh trong mắt cô, gợi nhớ đến vỏ sò điệp của Camino de Santiago, đường hành hương Composen, biểu tượng của hành trình hành hương. Phát biểu tại một cuộc họp báo của Vatican vào ngày 28 tháng 10 bên cạnh một bức tượng nhựa của Lucer, Đức Tổng Giám Mục Phí Sĩ Mô tả đôi mắt sáng ngời của Lu Sơ là biểu tượng của hy vọng trong trái tim. Lu Sơ, Ngài cho biết, cũng sẽ là gương mặt đại diện cho gian hàng của Tòa Thánh tại Expo 2025 ở Osaka, Nhật Bản. Nơi cô sẽ đại diện cho chủ đề gian hàng của Vatican, để vẻ đẹp mang lại hy vọng, cùng với sự chung cất chúa Kitô e của Caravigo, một bức tranh sẽ được bảo tàng Vatican tạm thời cho mượn để trưng bày tại triển lãm. Simone Lenno người đồng sáng lập người Ý của thương hiệu văn hóa đại chúng Tokidoki, đã thiết kế lưu sơ và những người bạn hành hương của cô, Phe, Sin và Sky, mỗi người đều mặc những chiếc áo khoác nhiều màu sắc. Vào ngày 28 tháng 10 năm 2024, Vatican đã công bố linh vật chính thức cho năm thánh 2025 của giáo hội công giáo, được lưu sơ, đẹp trong tiếng Ý có nghĩa là ánh sáng. Tính dụng Simone Leno, Tokidoki, Vatican Media áo mưa thủy thủ màu vàng của Lucer là sự tôn vinh cả lá cờ Vatican và hành trình vượt qua những cơn bão của cuộc đời. Đôi ủng lấm bùn của linh vật tượng trưng cho một hành trình dài và khó khăn, trong khi cây gậy của cô tượng trưng cho cuộc hành hương hướng đến cõi vĩnh hằng. Lenno, người thừa nhận tình yêu trọn đời dành cho văn hóa. Nhạc pop Nhật Bản cho biết ông hy vọng rằng Eluser có thể đại diện cho những tình cảm vang vọng trong trái tim của các thế hệ trẻ. Tôi vô cùng biết ơn bộ truyền giáo vì đã mở cửa đón nhận cả văn hóa nhạc pop, để ông nói. Năm thánh là một năm thánh đặc biệt của ân sủng và hành hương trong giáo hội công giáo. Nó thường diễn ra sau mỗi 25 năm, mặc dù Đức Giáo Hoàng có thể kêu gọi những năm thánh đặc biệt thường xuyên hơn, chẳng hạn như trong trường hợp của năm lòng thương xót 2016 hoặc năm Đức Tin 2013. Vatican đã lên kế hoạch cho một loạt các biến cố văn hóa để đi kèm với quá trình chuẩn bị cho năm thánh bao gồm một buổi hòa nhạc vào ngày 3 tháng 11 về bản giao hưởng số 5 e của Shostakovich và một cuộc triển lãm nghệ thuật về bức tranh EY Crucifian của Mark Chagall sẽ được Viện Nghệ thuật Chicago cho mượn để trưng bày tại Bảo tàng Museo del Corso của John từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 27 tháng 1. 9 năm Thánh sẽ bắt đầu bằng việc mở cửa thánh của Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaero vào đêm Giáng sinh năm 2024 chào đón 30 triệu người hành hương dự kiến đến dôn vào thời điểm năm thánh kết thúc vào ngày 6 tháng 1 năm 2026. Con xin cảm ơn cộng đoàn đã nghe tin giáo hội công giáo ngày mùng 2 tháng 11. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho giáo hội Hoàng Vũ, cầu nguyện cho giáo hội công giáo Việt Nam, cầu nguyện cho gia đình chúng ta và cho mỗi người chúng ta. Con xin tạm biệt cộng đoàn và xin hẹn cộng đoàn ở những bản tin tiếp theo.